Khi nói đến gia đình anh Lê Đình Quý, xóm Hải Bắc, xã Diện Bích, ai cũng biết đến bởi thành tích nhiều lần hiến máu tình nguyện và xây dựng gia đình văn hóa gương mẫu. Hiện nay gia đình anh có 4 người, luôn là thành viên tích cực trong hiến máu tình nguyện. Riêng bản thân anh Quý đã hiến máu được 10 lần, còn tính cả nhà là 25 lần. Máu uh, cho đi thì để cứu được uh, những cái trường hợp gọi là không may mắn và mà mình là người hiến máu cũng đảm bảo được sức khỏe thì mình mới hiến được máu. Hơn 10 năm tham gia hiến máu tình nguyện, gia đình anh Hoàng Hữu Tình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Thọ đã góp phần không nhỏ vào công tác tuyên truyền, vận động về ý nghĩa cao đẹp của hiến máu tình nguyện đến cộng đồng. Trong nhiều cuộc họp hay trực tiếp tiếp xúc với nhiều người, anh đều vận động mọi người xung quanh tham gia hiến máu. Với việc làm ý nghĩa của mình, gia đình anh Tình nhiều năm liền được suy tôn gia đình điển hình hiến máu tình nguyện của huyện Diễn Châu. Thì đối với bản thân thì cũng xuất phát từ thành viên của gia đình cũng có gặp cái hoàn nạn khó khăn mà được nhờ anh em bạn bè cũng như là thế hệ thanh niên đã giúp đỡ do đó thì xuất phát một niềm tin và tự tiên trong gia đình anh em mẹ con vợ chồng thì tự tiên là thể hiện trước tinh thần sung phong tuổi trẻ về công tác hiến máu nhân đạo. Từ những lần tham gia hiến máu của các gia đình đã góp phần truyền đạt ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác hiến máu tình nguyện. Nhờ đó mà trong những năm qua, phong trào hiến máu của huyện Diễn Châu đã có sự phát triển mạnh mẽ và ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương cá nhân tập thể điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện. Năm 2022, toàn huyện hiến trên 3.400 đơn vị máu và xây dựng mô hình gia đình hiến máu với hơn 200 gia đình tham gia. Do công tác tuyên truyền làm tốt cho nên là có rất nhiều gia đình là vợ chồng, thậm chí là con, rồi là các em ở trong một gia đình rất là tích cực tham gia hiến máu. Là cái sức lan tỏa của nó thì là họ đã tuyên truyền vận động một là các con em, vợ hoặc chồng ở trong một gia đình rồi lan tỏa ra ấy là hàng xóm láng giềng. Những gia đình hiến máu tình nguyện chính hạt nhân nòng cốt và ổn định trong phong trào hiến máu tình nguyện của địa phương. Đặc biệt câu chuyện về những gia đình tích cực tham gia hiến máu còn góp phần cho phong trào hiến máu ngày càng phát triển.